Em xin phép tất cả mọi người là bạn của nhà mình ở đây. Em thì đứng trước đây là em hát văn, em bỏ chèo đâu rồi. Thế nhưng mà hôm nay được chị không khéo là cái động viên để em vào đội quân nghệ thì, của mình thì em vào đây thì em xin là ăn một điệu lấy lời để kể tất cả các anh chị em trong đội của mình. Dù hay không hay em xin tất cả các anh chị em có cảm ơn em nha.